là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục quan trọng của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 11 triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc. Phú Gia Hưng Apartment tọa lạc gần trung tâm hành chính quận Gò Vấp với vị trí chiến lược vô cùng lý tưởng. Cách trung tâm quận 1 khoảng 6 km, cách sân bay Tân Sơn Nhất 3 km, liền kề với khu quy hoạch Sài Gòn Co-op, cách công viên Gia Định và bệnh viện Vũ Anh 2 km. Các tiện ích như hệ thống siêu thị, ngân hàng, trung tâm văn hóa, bệnh viện Gò Vấp, trường đại học Hồng Bàng trong bán kính 1 km. Với vốn đầu tư gần 259 tỷ đồng, Phú Gia Hưng Apartment có tổng diện tích khuôn viên là hơn 4.533 m2, diện tích xây chung cư chiếm hơn 1.414 m2. Tổng thể dự án là một khối chung cư 14 tầng cộng với một tầng lửng và một tầng hầm. Phú Gia Hưng Apartment gồm 234 căn hộ được thiết kế đa dạng, phù hợp với phong cách sống hiện đại và năng động. Nét độc đáo của dự án chính là công viên cây xanh, khu vui chơi dành cho trẻ em, mang đến sự bình yên của một không gian hoàn toàn tách biệt với nhịp sống tất bật bên ngoài. Nhằm tạo nên một cuộc sống chuẩn mực với chất lượng tối ưu, Phú Gia Hưng Apartment mang đến cho các cư dân nơi đây một cuộc sống đầy tiện nghi như siêu thị mini, nhà hàng cà phê, bảo vệ chuyên nghiệp 24/24, phòng tập thể dục, công viên xanh, nhà trẻ. Ở Phú Gia Hưng Apartment, mỗi căn hộ đều toát lên một vẻ đẹp riêng đầy ấn tượng, với tất cả căn hộ đều hướng ra ngoài để đón nắng và gió. Không gian căn hộ thoáng đãng với nội thất đẹp và tinh xảo, được bài trí theo phong cách chủ nhân, tạo một không gian vừa ấm áp vừa thông thoáng. Phú Gia Hưng không chỉ đem đến cho cư dân một cuộc sống hiện đại, mà còn mang đến cơ hội đầu tư an toàn, không ngừng gia tăng giá trị. Phú Gia Hưng Apartment, tổ ấm bình yên, gia đình hưng thịnh.